Ê má, nói thiệt ai mà nhẹ nhẹ bóng dí á, đi lên trên tới Châu Đốc là không què gì để đi về luôn, chắc cái quần mất tiêu luôn. Hôm qua nhém xíu mà đi ra ngồi chỗ chùa ông là hai chồng tao coi có vẻ xăm mà. Mấy chiều bạc nhém xíu hai chồng tao không bị gạt rồi. Cái thấy gì tao mẹ tao muốn ăn đường, tin ra tao mua đường. Lúc đầu là lựa đường ngon lắm nghe mấy má. Rồi xong cái khi bỏ vô bọc tính tiền là đưa bọc đường gì nè, giờ về tới nhà mới coi nè. Bởi vì không có cái ngu nào giống cái ngu nào hết trơn. Nè, lúc đầu là lựa đường ngon lắm má. Mua 3 phong bỏ cho phong nguyên nè, còn 2 phong thì nó cháo nè. Nè, thay vì đường hư á, mấy má đem đi nhà mấy má kho cá, mấy má thắng nước màu đi. Mấy má nấu chè ăn đi. Rồi mấy má cháo gì rồi lần sau ai dám mua đồ của mấy má nữa. Nè, địa chỉ nè mấy bà giáo Thảo nè, 4 số 1 nè, mắm Tùng nè, là ngang cái chỗ mà mặt chỗ cổng bà chú xứ luôn đi ra, là cổng chính đó nha. Đó làm ăn vậy đó. Ôi là trời, thì chứ không có lần sau đâu, khỏi luôn mày, khỏi luôn. Em để em rất là ghét mấy cái con mà treo đầu dê bán thịt chó đó nha. Trời ơi là trời, cái thương hiệu của mình là cái thương hiệu bà giáo Thảo mà sao mà làm ăn gì mà giống như cô giáo Thảo quá vậy má. Bán buôn cái kiểu gì mà bán mà tráo đổi như vậy. Theo đúng như cái lời của cái chị này nói nha, là một cái hành vi nó rất là kiểu sao ta, cái hành vi này là một cái hành vi mà nó rất là hèn. Buôn bán cái kiểu gì á, trong khi là mình ở ngay một cái khu du lịch, một cái khu mà hả coi như là khách người ta tới hả dập dìu như vậy, thì mình có túng thiếu cái gì đâu, mình có dấn tâm như chùa Bà Đanh đâu mà phải chơi cái trò hèn hạ như vậy hả bà giáo. Mà bà giáo bà ơ gì, bà giáo gì đâu mà làm hành vi gì đâu mà kỳ cục, vợ treo đầu dê bán thịt chó rồi cháo đổi như vậy. Cái này là không còn bà giáo bà ơ gì nha, đề nghị là đổi thành cô giáo Thảo liền nha, chứ bà giáo Thảo cái gì. Rồi ở ngay cái mảnh đất linh thiêng nữa, ngay núi Bà nữa, ngay mà chùa hình như ở đây là chùa gì ta kêu bằng chùa bà chúa xứ hả, đúng không? Đó mà mình làm như vậy thì không sợ bà chúa xứ về bà ấy hả? Nghe làm ăn cái kiểu gian dối đó có ngày nghe, bà chúa xứ bà về bà quật một cái là tao nói lên bờ xuống ruộng nha, từ bà giáo mà coi chừng là thành cái gì luôn đó nha bà nội. Rồi thêm nữa là mấy cái thằng mà coi bói coi ơi coi xăm coi xiết rồi đó, tụi bay cũng bớt vẽ vờ khách đi nha. Trời ơi là trời, coi bói cái gì mà mấy triệu giữ vậy má, xin xăm xin ơi gì mà giữ thần vậy, dễ giờ chỉ vừa thôi chứ. Rồi thêm nữa là nói tới cái núi Bà Châu Đốc nè nha, làm sao làm đi nha, đề nghị những cái mà người mà an ninh rồi đó ở khu vực đó đó, trời ơi kiểm tra gặp phạt mấy cái người xấu này đi nha, để cho một cái nơi đó nó tôn nghiêm hơn không, nó thanh tịnh hơn, nó ấy hơn không, nó an ninh hơn không. Tại sao những cái người mà an ninh đó đó không có bắt những cái người này nè đuổi đi rồi coi, để nó hoạt động công khai ngang nhiên đó vậy. Trời ơi tôi nói thiệt nha, bây giờ mà nói tới cái nơi mà núi Bà đó đó là ai cũng sợ hết trơn á nha. Làm sao riết rồi chèo kéo khách khứa cái kiểu gì mà riết người ta rất là sợ, ta không dám đi luôn đó. Bản thân em nè, nói đâu xa, em đi một lần và không bao giờ trở lại nơi đó lần thứ hai. Mặc dù em biết rằng là cái nơi đó đó, cái mà bà chúa xứ rất là linh thiêng đó mọi người, cái chùa đó đi vô trong đó mà xin đâu đó là rất là linh thiêng đó, nhưng mà không dám đi lần thứ hai luôn đó. Bởi vì trời ơi vừa bước vô cái cổng xong rồi cái ha mời mua nhang mua bông mua hoa rồi mua cái cây gì đó mà mình không mua là cái mặt của mấy cái người đó trời ơi là trời khó chịu dữ lắm. Rồi tới lúc mua thì vẽ vờ nói sao đâu á. Trời ơi em nhớ có một lần cái chuyện nào post lên cái vụ mà mua nhang đó, mua cây nhang đó, bán tới bán lui bán xuôi bán ngược bán làm sao mà người ta trả hết mấy trăm ngàn cái vụ nhang nhiếc rồi đó ha, dữ lắm nha. Cho nên là Chí Cảnh đi tới đó là Chí Cảnh nói thiệt nha, chỉ đi một lần và không bao giờ trở lại lần thứ hai, bởi vì thấy nó không có an toàn an ninh gì hết trơn á. Làm sao mà để cho mấy cái con người đó mà cứ chèo kéo khách du lịch mà như vậy, rất là bực mình luôn đó. Ví dụ như tôi đi núi Bà Tây Ninh nè là tôi thấy ok nè. Trời ơi đi lên núi Bà Đen Tây Ninh nó rất là thanh tịnh nha, kiểu mà nó rất là cái nơi đó đó, mọi người bước tới cổng một cái là mọi người thấy ha, một cái không khí nó rất là mát mẻ. Mặc dù Tây Ninh nó rất là nóng nha, nhưng mà mọi người lên tới đó rồi thấy mọi thứ nó vô cùng kiểu mà tĩnh lặng luôn đó mọi người. Và đặc biệt không có cái tình trạng mà có những cái con người mà tới rồi nó mua cái này mua cái kia, mua cái này mua cái kia, chèo kéo nắm kéo đâu. No, không có nha.
Cho nên là Chí Cảnh đi núi Bà Đen rất là nhiều và Chí Cảnh rất là thích luôn á. Trời ơi, người ta không có cái kiểu đó đâu. Với lại người Tây Ninh á, nói chung cũng rất là dễ thương đó mọi người, kiểu mà rất là hiền từ, mến khách rồi đó. Không có cái tình trạng đó. Ví dụ như cũng có mà chắc cũng hiếm hoi lắm, mà kiểu lâu lâu á, có một người thôi. Còn đa phần là không có bị cái tình trạng đó. Chí Cảnh đi rất là nhiều lần rồi, Chí Cảnh thấy rất là thích luôn á. Còn về cái núi Bà Châu Đốc đó nha, chỉ đi một lần và không bao giờ dám bước chân tới đó lần thứ hai. Trời ơi, đến đó hả mà mua đồ rồi ha, mà mình có cái gì một cái là trời ơi, cái gì mà thấy hả nguyên hả người ta hả ghê lắm, sợ lắm, không có dám nha. Cho nên là Chí Cảnh hy vọng rằng là những cái mà anh an ninh rồi đó, mấy cái anh mà bảo vệ rồi đó ở tại cái núi đó đó, ví dụ như thấy mấy cái người mà chèo kéo rồi cái kiểu mà coi xăm coi ơ ba cái bụi đó đó, coi coi là người ta làm như vậy có đúng hay không, rồi cái giá cả như thế nào, có hợp lý hay không, tại sao người ta coi xăm coi ơ gì mà mấy triệu như vậy là sao, rồi coi mấy cái má mà buôn bán gần gần đó đó, coi bán đúng giá rồi hay không, có ăn trên đầu trên cổ người ta hay không. Mà tôi nói thiệt mấy má nghe nha, mấy má chỉ nhìn thấy mấy cái lợi trước mắt thôi, có nghĩa là thấy người ta như vậy rồi làm như vậy đó, làm ăn như vậy đó, thì từ từ du khách người ta sợ, người ta không dám tới. Rồi nơi đó mai mốt nó vắng tanh như chùa Bà Đanh đó, rồi ai mà dám tới nữa. Trời ơi là trời, rồi hay là nghĩ rằng cái nơi đó là ai cũng sẽ tới, mặc dù mấy má có làm gì đi chăng nữa, người ta cũng tới, người ta cũng sợ đó mấy má. Tại biết làm sao không? Ở Việt Nam có nhiều nơi để tới lắm, chứ không phải riêng một nơi, dù cho mình có linh thiêng tới cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà những cái con người mà làm cái chuyện đó thì đã làm cho nơi đó nó đã bớt tôn nghiêm rồi. Khi mà người ta vừa mới đặt chân tới đó là người ta đã bị như vậy rồi, thì làm sao người ta dám nữa. Chưa kịp đi lên trên mà thắp nhang bà rồi đó, mà mới vừa bước tới chân núi thôi đó thì đã gặp những cái con người gian dối như vậy đó, thì người ta đã có một cái ấn tượng không tốt rồi, và chắc chắn người ta sẽ không bao giờ quay lại lần thứ hai đâu, nói thiệt. Cho nên là mấy cái ba mấy cái má đó đã coi lại bản thân mình nha, nếu như mà muốn đi đường dài đó ha, thì mình phải là một người thật thà hiếu khách, buôn bán làm ăn là cho nó đàng hoàng, cho nó chân chính, cháo cháo cái gì, cháo cháo đổi đổi như vậy, mà còn đặt cái thương hiệu là còn Bà Giáo Thảo nữa, nghe cái thấy quê, nghe cái tên thương hiệu và cái hành động cái thấy mắc cỡ dùm luôn á nha. Cho nên đề nghị là đi đổi, đi đổi thành cô Giáo Thảo đi, nó hợp với mình đó. Trời ơi là trời, bán đường cái gì mà nó chảy ra mà nó bớt dính như vậy đó, mà cũng bán cho người ta được nữa. Trong khi là chắc chắn 100% không ai mà tự dưng đi lựa vào cái đường đó trơn á. Trong khi người ta đi lên đó người ta mua về, thường người ta sẽ làm quà tặng đồ này nọ đó. Ví dụ đi lên trên đó thì đặc sản là cái gì, là đường thốt nốt. Ai mà đi lên đó về mà không mua đường thốt nốt về, rồi mình bán người ta như vậy đó, thì có phải là mình đã làm ảnh hưởng tới cái đặc sản của quê mình không? Tại sao không có một cái lòng tự tôn tự hào về quê hương dĩ chân vậy má? Ví dụ như mình thấy như vậy mình còn không bán nữa, tại vì mình muốn giữ cho quê hương của mình một cái đặc sản ngon nhất để gửi đến du khách, chứ không phải mà bất chấp cái kiểu đó đâu. Gửi cái kiểu đó vô thì những cái người mà du khách khác đó, người ta tới rồi người ta nghĩ gì về đường thốt nốt hả mẹ?